Thưa quý vị, Bộ Công an cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo nghị quyết thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Theo dự thảo, người có nhu cầu đấu giá được lựa chọn bất kỳ biển số nào trong kho đấu giá của tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên toàn quốc để tham gia đấu giá trực tuyến. Cơ quan công an sẽ đăng công khai kho số đấu giá tại nơi đăng ký trên trang thông tin đấu giá trực tuyến và trên trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an để người dân biết. Nếu biển số qua kỳ đấu giá không thành công, hệ thống sẽ tự động chuyển về kho số không đấu giá để cấp theo hình thức ngẫu nhiên trên hệ thống đăng ký quản lý xe cho người dân. Theo dự thảo, xe mua sắm từ ngân sách nhà nước, xe của quân đội sử dụng vào mục đích quốc phòng, xe quân đội làm kinh tế sẽ không đưa ra đấu giá. Đặc biệt, dự thảo đề xuất khi chuyển nhượng xe, người trúng đấu giá được quyền giữ lại biển số để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu, được chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế xe cùng biển số trúng đấu giá. Nhưng người được chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế xe có gắn biển số đó không được quyền giữ lại biển số trúng đấu giá để đăng ký cho xe khác hoặc chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế cho người khác. Dự thảo được xây dựng theo hướng quy định cụ thể về giá khởi điểm của từng biển số đưa ra đấu giá. Theo đó, xác định công thức tính chung, áp dụng thống nhất, minh bạch trong tất cả các trường hợp đấu giá. Giá khởi điểm là mức giá thấp nhất và phù hợp với thực tiễn. Theo dự thảo quy định, trong 12 tháng kể từ ngày trúng đấu giá, người trúng đấu giá phải thực hiện đăng ký biển số đó gắn với phương tiện, nếu không đăng ký sẽ bị thu hồi.